Chào mừng các em đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Khép lại chủ đề thứ hai, tìm hiểu về mỹ thuật thời Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề thứ ba, đó là chủ đề về tranh đề tài cuộc sống quanh em. Và bài đầu tiên chúng ta học thuộc chủ đề thứ ba này cũng chính là bài đề tài cuộc sống quanh em. Thì ở bài những cái bài vẽ tranh đề tài, chúng ta cũng có ba nội dung để chúng ta tìm hiểu. Thứ nhất đó là phần chúng ta quan tìm hiểu, phần quan sát nhận xét để tìm ra những cái nội dung phù hợp với lại đề tài. Và thứ hai là chúng ta ôn lại cách vẽ, từng bước vẽ như thế nào để cho bài của chúng ta có bố cục, có đường nét, có màu sắc hài hòa, phù hợp với lại yêu cầu. Và cuối cùng đó là phần chúng ta thể hiện tranh theo ý thích của mình. Ở phần quan sát, nhận xét thì cô có sưu tầm một số những cái tranh vẽ của các bạn học sinh vẽ về đề tài cuộc sống quanh em. Thì như đây chúng ta thấy hình đầu tiên là cảnh các bạn nhỏ chơi công chơi gọi là cuối tuần đi cùng gia đình ra công viên để mà chơi đùa, nghỉ ngơi. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng thấy được một cái khung cảnh ở chợ, cũng là một trong những cái hoạt động thường diễn ra hàng ngày mà mẹ của chúng ta thường hay đi chợ. Và tiếp theo chúng ta thấy là những cái hoạt động của các bạn nhỏ khi mà chơi những cái trò chơi dân gian như là bịt mắt bắt dê. Và cuối cùng phần này là diễn ra hàng ngày, đó là bữa cơm gia đình được thể hiện một cách ấm cúng. Tiếp theo chúng ta lại thấy những cái hình ảnh mà các cô bác sĩ y tá họ làm thiện nguyện bằng hình thức là khám chữa bệnh cho những cái vùng quê nghèo, hoặc là những cái hoạt động chơi thể thao của các bạn học sinh ở công viên, ví dụ là chơi bóng rổ, hoặc là hình ảnh mà mẹ hay dẫn các em đến trường nè. Và cuối cùng đó là những cái hoạt động mà giúp đỡ mẹ trong nấu nướng của các bạn nhỏ, cũng có thể là hình ảnh của chúng ta. Rồi thêm vào đó là những cái hoạt động ngoài xã hội, ví dụ như là vớt những cái rác thải nhựa trên sông, trên kênh rạch để làm cho môi trường trong sạch, hoặc là những cái hành động ý nghĩa như là dọn vệ sinh đường phố luôn sạch xanh sạch đẹp. Và hình thức trồng cây xanh cũng là một trong những cái hoạt động làm cho môi trường xanh. Và hành động ý nghĩa nữa đó là hình ảnh một bạn nhỏ đang dắt cụ ông băng qua đường. Tiếp theo chúng ta cùng quan sát về những cái khu đô thị mới ở thành phố của chúng ta, với những cái ngôi nhà cao tầng nhấp nhô, rồi những cái phương tiện hiện đại như là ô tô di chuyển trên đường. Đây cũng là một trong những cái khung cảnh mà chúng ta thấy được diễn ra hàng ngày ở thành phố, hoặc là những cảnh xe cộ nhộn nhịp đông đúc, cũng là một trong những cái đặc điểm riêng của thành phố Hồ Chí Minh vào những cái giờ cao điểm. Tiếp theo chúng ta cùng sang phần cách vẽ để có thể nắm được, ôm lại những các bước mà chúng ta chuẩn bị vẽ tranh. Thì ở phần cách vẽ đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn một trong những cái nội dung mà cô mới vừa gợi ý, ví dụ như là những cái hoạt động diễn ra ở gia đình, ví dụ như là phụ mẹ làm bếp nè, quét dọn nhà cửa nè, hoặc là học bài ở góc học tập nè, hoặc là cùng xem tivi với gia đình nè, hoặc là đi học nè. Còn ở ngoài xã hội thì chúng ta có thể đưa vào những cái hoạt động như là
vệ sinh công cộng nè, nhặt rác, bỏ rác đúng nơi quy định nè, trồng cây gây rừng nè, vân vân và vân vân, hoặc là những cái hành động ý nghĩa, ví dụ là thấy những người già yếu hoặc là khuyết tật khi mà băng qua đường không được thì chúng ta có thể dẫn những người đó để làm một hành động tốt để giúp những người đó có thể băng qua đường để một cách an toàn. Thì sau khi lựa chọn nội dung rồi thì chúng ta sẽ hình dung trong tranh của chúng ta sẽ có những hoạt động gì là chính để chúng ta bố cục tranh. Và tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn hình ảnh sao cho phù hợp để đưa vào phần bố cục, và cũng như là cái nơi diễn ra hoạt động đó nó cũng phù hợp. Thì đây chúng ta thấy là có bố cục cho mấy bạn hình ảnh một người mẹ đang ở trong bếp đang chuẩn bị đồ ăn cho con. Đó là chúng ta thấy cũng là hình ảnh thể hiện người mẹ cuộn sushi chẳng hạn, kim bắp chẳng hạn. Và sau khi mà vẽ phát hình dáng của mẹ và con thì cũng vẽ luôn khung cảnh ở trong bếp như thế nào, có tô chén nồi, có cửa sổ thông thoáng, có đồng hồ, có con vật, vân vân. Và sau đó chúng ta tiến hành lựa chọn những hình ảnh để đưa vào cái phần mảng phát sao cho ra hình vẽ. Và cuối cùng là chúng ta sẽ lựa chọn màu sắc, thì tùy theo ý thích chúng ta có thể lựa chọn những gam màu nổi bật để làm nổi bật hai mẹ con, hoặc là sử dụng những gam màu nhẹ nhàng để tạo một cái không khí vui tươi đầm ấm. Thì phần thực hành cô yêu cầu các bạn là chúng ta sẽ lựa chọn những cái nội dung nào mà mình yêu thích, gần gũi nhất trong cuộc sống của trong gia đình mình hoặc là ngoài xã hội mà chúng ta thích nhất, để chúng ta vẽ một cái bức tranh với đề tài cuộc sống của anh em trên giấy A4. Nếu bạn nào không có giấy A4 thì chúng ta có thể vẽ vào trong tập cũng được, giấy tập cũng được. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham khảo tranh. Đây là những cái hoạt động ví dụ như là sum họp gia đình vào mùa trung thu nè, vừa ngồi ăn bánh uống trà, vừa con cháu thì chơi lồng đèn nè, hoặc là hình ảnh thả diều của các bạn nhỏ trên cánh đồng, hình dáng rất là sinh động, màu sắc rất là vui tươi, hoặc là hình ảnh đường phố tấp nập với nhiều phương tiện xe cộ khác nhau. Thì cũng qua cái đợt dịch này chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều những cái hình ảnh đẹp đẽ mà chúng ta vẫn có thể ghi lại qua hình thức vẽ tranh. Ví dụ như là hình ảnh các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho những bệnh nhân F0 Covid trở nặng, hoặc là chúng ta thấy những hình ảnh của những người cung cấp lương thực thực phẩm cho những cái khu phố, những cái xóm trọ nghèo, hoặc là những cái phiên chợ không đồng nhằm hỗ trợ cho những bà con nghèo ở vùng là dịch mà gặp khó khăn, hoặc là hình ảnh của những chú bộ đội dùng những cái máy xịt khuẩn để mà làm sạch môi trường. Tiếp theo chúng ta cũng thấy những hình ảnh là những cái người mà tình nguyện viên họ cũng đi xịt những cái khuẩn để ở những cái khu cách ly để cho môi trường trong sạch, hoặc là hình ảnh đi chợ mà gọi là vẫn đáp ứng được nguyên tắc 5K, đó là đứng cách xa 2 mét, rồi đeo khẩu trang, vân vân, rất là an toàn. Hoặc là những cái mạnh thường quân thường hay có những cái đợt hỗ trợ về khẩu trang cũng được, khẩu trang hay là lương thực thực phẩm
cho những cái người dân nghèo, những người dân mà ở trong cái khu cách ly không thể ra ngoài được. Và đây chúng ta cũng thấy được sự mệt mỏi của những y bác sĩ, là họ thiếp đi lúc nào không biết trên bàn làm việc. Cũng được, chúng ta cũng có thể thể hiện cái cảnh này. Hoặc là những cái tình nguyện viên y bác sĩ họ đến đón những cái em bé đã mắc bệnh đến những nơi cách ly, hoặc cũng là những cái tấm lòng gọi là ủng hộ cho quỹ vaccine phòng chống Covid. Chúng ta vẫn có thể ca ngợi những cái hoạt động đó, hoặc là những cái tấm lòng thiện nguyện như là điểm phát oxy miễn phí đó. Đây là hành động ý nghĩa trong mùa Covid thì chúng ta vẫn có thể thể hiện qua tranh vẽ của mình. Ở phần hướng dẫn về nhà thì yêu cầu các bạn chúng ta hoàn thành phần bài ghi tựa bài các mục 1, 2, 3 la mã và xem trước cho cô bài đề tài an toàn giao thông. Thì cũng nói luôn, với chủ đề 3 này cô sẽ lựa chọn là bài kiểm tra giữa kỳ, giữa học kỳ 1. Cho nên là chúng ta sẽ học những cái bài lý thuyết, các bài ví dụ như là đề tài cuộc sống quanh em, đề tài an toàn giao thông và đề tài tranh phong cảnh. Thì sau khi học xong ba cái bài đề tài đó thì bạn nào cảm thấy đề tài nào mà yêu thích nhất thì mấy bạn có thể chọn một trong ba bài đó để chúng ta vẽ tranh, nộp bài để lấy vào điểm kiểm tra giữa kỳ 1. Và dụng cụ chúng ta chuẩn bị vẫn là tập ghi, sách giáo khoa, giấy vẽ A4, bút chì và gom. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.